Anh nghĩ là Chelsea sẽ có điểm trận đấu này, khả năng là hai đều. Ừ. Chelsea có điểm, hai đều. Hai đều. Chứ không phải là một trận thắng của họ. Ừ, anh nghĩ là hai đều. Man United sẽ thắng chè xanh, chào mừng thầy Ruben. À bây giờ nói đến chuyện đấy phải hỏi anh Việt. Anh dự đoán thế nào về trận đấu cuối tuần này, trận đấu diễn ra vào chủ nhật giữa Manchester United và Chelsea? Anh nghĩ là Chelsea sẽ có điểm. Trận đấu này khả năng là hai đều. Ừ. Hai đều. Chelsea có điểm, hai đều. Hai đều. Chứ không phải là một trận thắng của họ. Ừ, anh nghĩ hai đều. Vâng, hai đều. Đấy là dự đoán của anh Minh Việt, người đã có một số điểm kỷ lục về dự đoán trong tuần vừa qua trên chương trình Water Score, và các bạn hãy nhớ cái tỷ số đó được ạ. Và tôi cũng có một cảm giác là trận đấu này sẽ hòa. Tôi cũng có một cái cảm giác như thế. Tôi rất là ủng hộ Ruud van Nistelrooy. Mặc dù chúng ta đều biết rằng là Van Nistelrooy chỉ được dẫn dắt cỡ khoảng 3 trận thôi với Manchester Đúng United thôi. rồi. Đó là trận Leicester này, trận cuối tuần này này, và trận Europa League sắp tới đây. Còn lại sau Europa League thì không biết là có được dẫn dắt nữa hay không, thì Không sao, chúng ta khả không năng biết. sau là ông Amorim đến Ờ, rồi. rất có thể là tuần sau là Amorim đến rồi. Dấu À tên không, hình như là Amorim là phải sau FIFA Day, như anh này. nói Vâng. ấy, là phải sau FIFA Day. Thế thì còn một trận nữa, tức là 4 trận tổng Bốn cộng. trận tổng cộng. Vâng. Cuối tuần này thì vẫn là Ruud van Nistelrooy dẫn dắt. Vẫn là Riz. Và theo những thông tin cập nhật mới nhất của em ấy thì Amorim sẽ làm khi mà đội bóng quay trở lại từ kỳ nghỉ FIFA Day. Đúng rồi. Đó, thì Ruud van Nistelrooy cầm thì em nghĩ là đá bằng tinh thần là chính thôi, chứ còn nếu mà bảo rằng là có sự thay đổi gì quá lớn về mặt lối chơi thì không. Nhưng mà đấy, đôi khi nhá, một Tinh cái đội thần bóng thôi. ấy, có những ngôi sao trong đội hình của mình ấy, chỉ cần tháo gỡ về mặt tinh thần thôi là nó đã khác. Giống Ole mà lúc mà lên tạm quyền ấy, lên phát đội bóng khác hẳn, Đúng. đúng Cái giai đoạn Ole lên tạm quyền là cái giai đoạn mà trong 4 5 năm trở đây ấy, thì anh nghĩ là cái khoảng 17 18 trận đầu của Ole ấy, là có lẽ là cái giai đoạn đấy là giai đoạn rực rỡ nhất của Man United trong khoảng quãng thời gian dài gần đây, trừ những cái trận chung kết, ví dụ như là vô địch FA Cup của Ten Hag ra. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là họ đã tạo ra một cái cú ngược dòng mà anh tin là những cổ động viên Man United sẽ nhớ, là cú ngược dòng trước Paris Saint-Germain ấy. Họ thua ở sân nhà. Sau đó thì đến nước Pháp thì họ thắng Paris Saint-Germain để vào tứ kết Champions League, và sau đó bị loại ở Barca ấy. Mà cái bàn trận đấu mà Rashford ghi bàn ở penalty phút cuối cho Man United ấy. Đấy. Thì đấy là một trong những cái điểm nhấn, những cái mốc son của Man United thời Solskjaer, và hy vọng rằng Ruud van Nistelrooy cũng là một cái tiền đạo cũ của MU, thì trong số trận ít ỏi thôi, có trận đấu này này, trận Leicester này, trận đấu với Chelsea này, một trận đấu nữa ở Cúp Châu Âu giữa tuần sau, và sau đó rồi là một trận đấu cuối nữa vào cuối tuần nhỉ, đó là có 4 trận tất cả, Vâng. thì hy vọng rằng sẽ giúp cho Man United gợi lại cái tinh thần của họ, tinh thần chiến đấu của họ. Say Hi TV có thể gọi Man United Chelsea là derby kiểm lâm được không anh? Em thấy hai đội đều thích chơi bài cưa ghế thầy. Vâng ạ, bạn đặt một cái biệt danh rất là thú vị đúng không ạ? À, rất nhiều người bảo là nhìn cách chơi của cầu thủ Man United trận Leicester ấy, mới thấy rằng là có vẻ như họ muốn Erik ten Hag rời khỏi cái ghế đấy thật, bởi vì là thay đổi một cách chóng mặt. Đặc biệt là cái tinh thần thi đấu anh Minh Việt ạ. Kết quả Bruno hai tình huống cuối trong trận đấu đó nhỉ, một quả sút rồi một quả tạt bóng nhỉ, thì đúng là như Không kiểu thể vô trách nhiệm hơn đúng như kiểu rất là vô trách nhiệm. không? Vâng. Và sau đó thì nhìn Bruno ghi bàn trong trận Leicester ấy, thì cảm giác như kiểu anh là vừa mới gọi là trút bỏ được một cái gánh nặng, một cái áp lực tâm lý gì đó khủng khiếp, Vâng. đúng không? Anh em có nhớ cái quả hai quả cuối ở trận West Ham không, một quả tạt một quả sút ấy, toàn lên Đúng. rồi ấy. Lên rồi và vô trách nhiệm mà. Rất trông Hầu hết các huấn luyện viên hiện đại vào lúc này họ đều thuấn nhầm hai cái điều rất là quan trọng. Một là khả năng pressing từ tuyến đầu, bắt buộc, đấy là một điều bắt buộc. Dù anh đá chậm, đá nhanh hay đá bất cứ thứ gì đúng không? Anh nhìn thấy cả Arsenal, cả Liverpool, cả Chelsea đi, Tottenham nữa, Man City thì khỏi nói rồi, khả năng pressing tuyến đầu của họ rất hay, họ rất tốc độ ở ở cái việc đó. Cái điều thứ hai ấy là họ luôn biết cách triển khai từ phần sân nhà, đấy là điều rất là rõ ràng chúng ta nhìn thấy. Đúng. Thế nên là mọi thứ nó cứ giống giống nhau ấy. Chỉ có điều là ai có những chi tiết thú vị hơn và khôn khéo hơn trong cách sắp xếp chiến thuật của mình thì người đấy chiến thắng mà thôi. Chứ còn bây giờ nó là một xu thế rồi, nó không khác được đúng không ạ? Đúng rồi. Nó giống nhau là chuyện đương nhiên. Đúng rồi, bây giờ huấn luyện viên nào đa số là chơi kiểu như vậy. Vâng. Phân tích kỹ ra thì có lẽ là những người như tôi hay là anh Quân ngồi đây cũng khó để mà phân tích ra được khác đúng không? Tại vì bây giờ huấn luyện viên nào đa số cũng sẽ chơi kiểu pressing, nào cũng sẽ đẩy cao đội hình kiểu như vậy. Đó, khác nhau khó để nói được cái sự khác nhau lắm.
chỉ có khác nhau một tí tí thôi. Thí dụ như ông Liverpool, ông Ancelotti bây giờ ấy, thì chúng ta thấy rằng là vẫn là đội bóng chơi pressing, nhưng mà kiểu pressing của Ancelotti với kiểu pressing của Klopp nó khác nhau, là ông Ancelotti ông sẽ chơi một cách an toàn hơn, nó sẽ thiếu đi, nó không kiểu tốc độ và không rực rực như kiểu Klopp Liverpool ngày xưa. Huấn luyện viên Amorim là người trẻ nhất cũng là người ít kinh nghiệm nhất từ ngày Sir Alex nghỉ hưu. Người có tiếng tăm và kinh nghiệm thì đã không thành công rồi. Có lẽ đây là canh bạc nên thử của Man United. Comment đấy rất hay của bạn Chí Phan, và tôi nghĩ rằng là cũng nên kỳ vọng vào huấn luyện viên này, bởi vì họ cũng đã thử quá nhiều cách rồi. Những người kinh nghiệm có, những người tên tuổi có, những người có một chút thành công đến cũng không thành công rồi. Và cả những người hiểu phòng thay đồ của Man United cũng không thành công. Thì bây giờ phải tìm ra một phương án mới thôi. Amorim thì các bạn đều biết rồi, là ở Sporting Lisbon thì ông này ông toàn dùng cái sơ đồ 3-4-3 thôi, là 3 trung vệ. Đó, thì bây giờ chúng ta cứ nhìn vào đội hình của Man United thôi. Thì ba trung vệ thì anh nghĩ là De Ligt, Lisandro Martinez với Yoro, thì là ba cầu thủ đấy sẽ là ba người đá vị trí trung vệ. Hai wing back của Man United sẽ là Dalot một bên và Maroui một bên. Còn cái vị trí tiền vệ trung tâm ấy cũng là rất là quan trọng. Thì vị trí tiền vệ trung tâm nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo với một người nữa, nhiều người thì nói là Ugarte, nhưng mà thực ra mà nói thì Ugarte những cái gì mà thể hiện ở Man United từ đầu giải là chưa tốt. Đấy, thế nên anh hy vọng rằng Mainoo sẽ đá với một cái tiền vệ nó có tính tổ chức và có tính sáng tạo cao hơn, thì có thể là Christian Eriksen. Còn phía trên thì đương nhiên rồi, một bên sẽ là Rashford, một bên là Højlund, và vị trí còn lại là Bruno Fernandes. Thì có một cái thắc mắc thôi là Bruno sẽ chơi một cái vị trí mà không phải sở trường của anh, là đá lệch bên phải, hoặc là cho Bruno đá xuống tiền vệ trung tâm, đá cặp với Kobbie Mainoo thì cũng ổn. Đó, thì anh nghĩ đấy là cái sẽ là cái đội hình tối ưu của Man United dưới thời của ông mới này. Cái người mà đội trưởng của Man United bây giờ thì là Bruno Fernandes, cũng là một người đồng hương của Amorim, thì cũng là một cái lợi thế cho Amorim nếu mà ông ấy muốn tới và làm chủ cái phòng thay đồ của Man United. Và ngoài ra chúng ta thấy rằng là ở MU bây giờ ấy, những cái nhân tố về cái tính cách lớn ấy đâu phải có, không có hẳn cái kiểu mà thủ lĩnh kiểu anh đại hẳn lên như ở Bayern Munich với Manuel Neuer hay là Thomas Müller, đúng không? Nhưng Man United bây giờ chúng ta thấy rằng là cái phòng thay đồ của họ đâu phải có những cầu thủ mà kiểu như là cây đa cây đề hay là anh trưởng hẳn thực sự như kiểu cỡ như kiểu Bayern, đúng không? Vâng. Chỉ có đơn giản là có cái người đội trưởng là Bruno, thì Amorim là người đồng hương. Đấy, thì anh nghĩ rằng là đó cũng là một cái yếu tố điểm cộng. Em thấy Sir Dean ra quyết định chậm việc sa thải Ten Hag. Thực ra không chậm đâu. Vì các bạn đều biết là cái việc mà quyết định giữ lại Ten Hag ấy là quyết định lớn đầu tiên của cái bộ sậu từ Sir Jim Ratcliffe tạo ra, đúng không? Tại vì là hồi hè vừa rồi chúng ta đều biết rằng là người ta cũng phải cân đo đong đếm, đặt lên bàn cân rất nhiều việc giữ hay là sa thải Ten Hag, và cuối cùng thì chúng ta đều biết rằng là MU quyết định giữ lại, và đó là quyết định lớn đầu tiên, anh nghĩ rằng đấy là quyết định lớn đầu tiên mà Sir Jim Ratcliffe đưa ra sau khi mà tới Man United. Thế thì người ta không thể là sau vài trận không ổn trong cái mùa giải năm nay mà người ta sa thải Ten Hag luôn được. Vâng. Cân đo đong đếm nhiều lắm đấy, và anh nghĩ là thậm chí sa thải giai đoạn tháng 10 như thế này ông Sir Jim Ratcliffe cũng không muốn tí nào đâu. Vâng. Chẳng qua là thôi cũng không có cách nào khác. Ừ. Vâng.